Nếu như lớp 10D những trận trước thể hiện một phong độ ly lợm. Trận đấu bắt đầu. 10D có lên nào? Không có gì, vẫn chưa có gì. 10D có lên nào? Hãy cho chúng tôi thấy bản lĩnh của 10D. Rất ngon tài đang xuất. Hai đội chuẩn bị. Trận đấu bắt đầu. Mười bề cố lên nào. Hãy cho tôi thấy sự cố gắng của mười bề. Mọi người thấy mười bề rất khỏe. Nhưng chưa có gì cả, mười bề cố lên. Chúng tôi hy vọng vào lớp 10 năm nay sẽ là một kỳ tích.